xin chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 21:45 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và như thường lệ, chúng tôi có một câu thơ dành tặng cho tất cả mọi người. Câu thơ như sau: nhiễu điều phụ lấy giá gương, đi xe nhường nhịn là thương chính mình. Hy vọng rằng là chúng tôi sẽ bổ trợ thêm tất cả những cái thông tin, những kiến thức về an toàn giao thông dành cho tất cả quý vị khán giả thông qua 3 vòng thi đấu rất là hấp dẫn và đặc biệt hơn hết là rất là giải trí. Vì sao lại có tính giải trí ở đây? Hy vọng rằng là những người chơi, là những khách mời đặc biệt của chương trình sẽ mang lại những tiếng cười rất là đáng yêu và họ không đi một mình đâu ạ. Hai đội chơi sẽ đi cùng với hai người chơi bình thường và biết đâu được sẽ có một cái sự đối đầu vô cùng kịch tính trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên hãy cùng nhau gặp gỡ khách mời thứ nhất. Đây là một chàng diễn viên rất là duyên dáng nha. Nghe cái tên hay giàu rồi. Xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Dương Thanh Vàng cùng với bạn chơi của mình. Đi đúng đường nha, đi rất lạc nha. Chào chàng. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay Dương Thanh Vàng đến với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Hy vọng là ngày hôm nay sẽ mang lại thật là nhiều kiến thức bổ ích cho riêng bản thân Vàng, cũng như là sẽ chia sẻ được những cái kiến thức mà Vàng biết cho tất cả mọi người. Dạ, đây là bạn Ngọc Hoài. Đó, em giới thiệu coi là em nhiêu tuổi, tới từ đâu nè. Xin chào mọi người, em tên là Ngọc Hoài. Năm nay em 20 tuổi. Em rất là vui khi được đến với chương trình. Là gương mặt này vui rồi đó có hả? Có thiệt vui không em? Thật sự có thiệt vui không? Dạ vui. Vui đúng chưa? Đó, bây giờ mới vui nè. Hôm nay chơi với anh Dương Thanh Vàng có vui hơn không? Dạ vui. Em có thích anh Vàng ở ngoài không? Dạ có. Ừ. Chứ bé nó không thích cái mệt à. Nó không thích cái là kỳ luôn. Chứ bây giờ mình xin hỏi về luật giao thông nè. Các bạn có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất mà mình nhớ hoài luôn không? Về mà mình cái lúc mà mình bị phạt á, em đã lái xe máy chưa hay là em chưa có bằng nữa? Em kỷ niệm lớn nhất cuộc đời của em là em rớt 4 lần thi bằng lái. Em rớt 4 lần thi bằng lái. Rớt 4 lần thi bằng lái. Chắc là mấy anh ở trong cái cơ quan mà đi thi á em hả, là quen em luôn ha. Thân luôn á hả? Ủa rồi mà Diệp nắm đầu con bé lên đây là lát nữa có tương lai á. Có tương lai à? Nó học luật kỹ lắm á, nó học tới 4 lần luôn á. Đúng nha. Đừng có đùa, tuy là thi trật thôi, thi là chưa có đậu thôi. Nhiều khi lạng vô cái vòng số 8 á không dính. Không. Nhiều khi thích anh nào trong đó. Đúng. Muốn rớt để lần sau quay trở lại gặp nữa. Thiệt. Mới, đúng không? Đúng không? Đúng không? À. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn Giang thì sao? Em cái kỷ niệm lớn nhất của em mà về mấy vụ giao thông này á là có một lần em lái xe qua Thái Lan bị cảnh sát Thái Lan thổi lại. Em lái xe qua Thái Lan? Dạ. Em lái xe gì bên Thái Lan? Túc túc hả? Xe máy á. Em xe máy? Dạ, em lái xe máy bên Thái Lan. Sau khi mình lấy cái bằng lái A1 Việt Nam thì mình có thể đổi sang bằng lái A1 quốc tế. Dạ. Thì cái bằng lái quốc tế đó nó được sử dụng cho tất cả các phương tiện mà đi theo làn đường bên bên phải giống mình. Dạ. Thì em lái qua được địa phận của Campuchia rồi. Dạ. Thì mọi thứ suôn sẻ, có gì qua tới Thái Lan thì nó là đổi lai. Đổi lai. Đó. Thì vô cũng đổi lai, em cũng đổi lai được luôn. Nhưng mà bị anh cảnh sát giao thông thổi lại. Anh nói tiếng Thái. Em nói tiếng? Em nói tiếng Việt. Cảm ơn em. Giờ đó. Hai người không hiểu nhau. Hai người không hiểu nhau, thế là em lên đồn. Rồi cuối cùng sao? Rồi cuối cùng lên đồn thì ngồi mới có một anh cảnh sát nói được tiếng Anh. Thì bắt đầu mới nói là hồi nãy là tại vì do em đi lấn làng á. Thật sự nha, anh nghĩ là rất là nguy hiểm. Đến với những cái đất nước mà không phải là trực thuộc Việt Nam á, thì nó có những cái nguyên tắc mới, những cái quy luật mới. Dạ. Mình mà không biết một cái là mình bị phạt ngay. Dạ, mà rồi. Nó đôi khi mình không biết là chuyện bị phạt không nói đi, nó ảnh hưởng tới cái hành trình giao thông lưu thông ở trên đường. Thôi may mắn là ngày hôm nay cũng có mặt ở chương trình này rồi, tại Việt Nam thân thương của chúng ta, để thi đấu cùng với chương trình này. Mà em không thi một mình đâu, em sẽ có một người bạn. Trời ơi, thứ dữ nha, đừng đùa. Em có đối thủ hả? Có. Xin được trân trọng giới thiệu sự xuất hiện của một cô gái rất là xinh đẹp, duyên dáng và khả năng ăn nói thì hoạt ngôn vô cùng. Xin được giới thiệu MC Tuyên Tăng và người bạn của mình. Xin mời. Có đạp tới luôn kìa. Tăng ơi, Tăng thấy gì không nè?
thấy cái gì? À, thấy trễ rồi á, đi chơi game show lẹ nè. Lẹ đi đi đi. Trời ơi. Tuyền ơi, hôm nay đi với bạn của mình đến với chương trình cảm xúc ra làm sao? À, cảm xúc của tụi em hiện tại là vô cùng hoang mang. Sao vậy? À, là thứ nhất là tại vì lúc mà trò chuyện với nhau trong hậu trường thì có hỏi là Minh Gu ơi, Minh Gu có phải là một người am hiểu về xe và các cái biển báo cũng như là an toàn giao thông không? Dạ. Thì Minh quay qua trả lời là chắc chắn là không rồi Tuyền. Trời. Thì ngay lập tức ở cái thời điểm đó em quay qua em bắt tay. Dạ, vậy là chúng mình gặp nhau rồi. Trời. Coi như là chúng mình đi học một cái cơ hội mới là mình đi học lại. Em có hành trang gì mà có thế mạnh? Bây giờ cái đôi khi kiến thức thì mình không có đi, mình có cái kỹ năng gì khác không? Thật ra thì về mặt kiến thức thì đúng là Tuyền Tăng với lại Minh Cu cũng không có quá nhiều. Okay. Thật ra không phải là không có quá nhiều mà bởi vì không có thời gian cọ sát nên quên gần hết. Thôi coi như hôm nay cũng là dịp để mà hai chị em có thể là cùng nhau ôm lại để đảm bảo à không phải chỉ mình mà những người thân của mình cũng sẽ lưu thông trên đường thật là an toàn. Chính xác là như vậy. Em giới thiệu về bản thân với tất cả quý vị khán giả và nói cái cảm xúc của mình khi tham gia chương trình và là người bạn đồng hành cùng với Tuyền Tăng. Dạ, em xin chào mọi người. Em tên là Minh Cu, hiện tại đang là diễn viên sân khấu kịch Phú Nhuận. Thì hôm nay tới đây là em cũng hoang mang vô bờ bến một phần rồi. Như chị Tuyền Tăng cũng nói đó, vô thì gặp nhau hai chị em cũng mơ hồ về kiến thức thì cũng hơi run rẩy nhẹ xíu rồi. Thì hôm nay chủ yếu là chỉ biết lên đây rồi cố gắng cùng nhau thôi, rồi với là để nói chung là mình ôn lại sơ sơ nhẹ nhẹ cái kiến thức của mình. Okay. Thôi. Dạ. Em cứ yên tâm, bây giờ anh gọi em là Minh được không? Dạ ok dạ. Hai đội chơi đã đến với chương trình này rồi. Thôi thì bây giờ chúc cho hai đội sẽ có những cái giây phút vô cùng thú vị và những cái trải nghiệm đặc biệt của mình nha. Mời hai đội chơi về vị trí của mình. Có hai vị trí rồi, 1-2 thôi. Bây giờ mình lấy cái tên cho đội của mình nha. Đội của Tuyền Tăng và Minh. Các bạn nghĩ là mình sẽ đặt tên gì cho đội ạ? Lại hoang mang tiếp nữa rồi. Ừ. Mình lấy đội hoang mang luôn đi. Đội hoang mang. Dạ vâng ạ, một cái đội mà sẽ có rất nhiều khả năng chiến thắng ở trong ngoặc kép với chương trình. Đội hoang mang. Và bên kia đội tụi em tên là đội số 10. Anh hiểu ý, bên kia số 1, bên đây số 0 đúng em hả? Rồi. Cũng có thể là số 10 đây là 10 điểm, đúng không? Bông hoa điểm 10. Nếu như mình thắng, mình có bông hoa điểm 10 mang về. Đồng ý không? Đồng ý. Rồi, chúng ta có hai đội chơi. Một là đội coi như là luôn luôn chiến thắng rồi, đội số 10 và đội hoang mang. Và bây giờ, vòng đầu tiên của chúng tôi là vòng khởi động, sẽ diện kiến hai đội chơi cùng với tất cả quý vị khán giả sau ít phút quảng cáo. Vòng đầu tiên của chương trình Về Nhà Đi Anh đã quay trở lại rồi ạ. Và Minh Xuân xin được thông báo với hai đội chơi luật chơi ở vòng thứ nhất như sau. Luật chơi vòng 1 khởi động. Tại vòng 1 sẽ có hai lượt chơi. Hai đội chơi sẽ cử ra một thành viên để thi đấu đối kháng với đôi bạn. Chương trình sẽ đưa ra 10 biển báo giao thông. Đội chơi có 60 giây để ghi nhớ vị trí và tên của từng biển báo. Ghi nhớ xong, chương trình sẽ thay đổi 5 biển báo bất kỳ trong 10 biển báo ban đầu. Sau đó, đội chơi phải đoán tên 5 biển báo đã được thay đổi. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với một món phụ tùng. Rồi bây giờ lượt đầu tiên ai thi trước ạ? Chị. Cố lên. Yeah, rồi đi đi em. Em tin chị. Ủa nhưng mà em đi thi hả? Đâu có, em đi không, ngồi. Đi ngồi đó, Tuyền thi á. Em. Yeah. Cố lên, anh tin em. Kệ mình bắt tay nhau đi, đó, truyền niềm tin cho nhau. Bây giờ không, còn như hai là chị em đúng không? Chị em à. Ừ, mình là hỗ trợ cho nhau. Và bây giờ, lượt đầu tiên của hai cô gái, động viên tinh thần. Cố lên ơi! Bức hình thứ nhất, 10 biển báo, bắt đầu. Không được viết gì nha, ngay lúc này nha. Một phút ghi nhớ thật kỹ. Hồi xưa đi học, đi thi bằng lái cũng giống giống vậy nè. Với lại cái này là trong lớp học á. Cô giáo, rồi học thuộc bài đi. Không ngồi nhẩm. Biển báo này được cái thuộc á. Hồi tới mấy biển báo khó không biết được làm á. Cố gắng nhớ thật là kỹ. Cố lên bài ơi. 2, 1, hết thời gian. Rồi, các bạn có quyền ghi lại ngay bây giờ. Để take note lại. Ghi vô. Bây giờ mới được ghi nè. Rồi, ráng nhớ nha. Bây giờ xin mời hai người chơi. Chúng ta sẽ nhìn bức hình với sự thay đổi của 5 vị trí. Bắt đầu.
Nếu biết bấm liền nha em. Coi kỹ nha. Ê. Nhưng mà phải nhớ được cái tên gốc á, nó mới quan trọng. Rồi, các bạn đừng quên nhấn chuông. Dành đi, dành đi. Mời Tuyền. Dạ, theo em ghi trên đây là ở biển báo số 1 sẽ là nhường xe ngược chiều qua đường hẹp. Nhường xe ngược chiều qua đường hẹp ở vị trí số 1. Và theo trí nhớ của Minh Xù nghĩ rằng đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Hay quá chị ơi. Biển báo nhường cho xe ngược chiều qua đường hẹp. Chúc mừng. Tiếp tục ạ. Hoài, tới em á. Số 6. Số 6 bị thay đổi. Biển báo gốc là gì? Em nhớ là quay đầu xe. Cấm quay đầu xe là một đáp án chính xác. Yeah. Chúc mừng. Hay quá em ơi. Tự tin lên, tự tin lên. Biển báo cấm quay đầu xe. Đúng. Phải hoàn toàn tự tin lên nào. Mời Tuyền Tăng. Mỗi đội đang có một phụ tùng rồi đó. Em chọn số 9. Em số 9. Nhớ là cấm đậu xe vào ngày chẵn. Cấm đậu xe vào ngày chẵn. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Biển báo cấm đổ xe ngày chẵn. Đậu với đổ giống nhau. Đúng không ạ? Rồi, hai món phụ tùng. Tiếp tục Hoài. Số 3. Số 3. Đúng rồi, số 3. Nhưng tên biển báo gốc là gì? 5 4 3 Đường 2. Một chiều. Đường một chiều, đây là một ca khúc rất thành công của Huỳnh Tú. Và biển báo đường một chiều không chính xác. Mời Tuyền Tăng. Dạ em chọn là biển số 2. Số 2. Em nhớ là lưu ý trọng lượng trên xe và em nhớ đó có chữ 7 tấn. Lưu ý trọng lượng trên xe rất chưa đúng. Trời ơi. Nhiều khi nó sai một cái từ thôi nó cũng sai đi cái nghĩa em nha. Mình có thể là ghi nhớ lại. Lượt tiếp theo mời Hoài. 5 4 Số 2 em nghĩ là xe giao nhau. Xe giao nhau. Chưa chính xác. Làm những cái kiểu mà ở ngoài nó sẽ sáng suốt hơn minh mẫn. Đúng rồi. Thi hay sao? Không phải, tụi em ngồi đó không bị áp lực. Đúng rồi đó. Trên đây bị áp lực. Ngồi hôm nay bây giờ diễn tả được không? Giờ lát hai bên. Bình tĩnh từ từ, chắc là Tuyền có gợi ý thử xem. Thật sự luôn anh, trong giấy em ghi những cái biển không có thay đổi. Trời ơi. Thật sự luôn. Trời ơi. Cái số em hôm nay hay á. Em nghĩ là em cuộc đời em sẽ không bao giờ quên được biển số thứ hai luôn anh. Mời Tuyền, đáp án của em là chú ý. Chú ý gì? Trọng lượng bên trong. Rồi. Là 7 tấn. 2 1 Hết giờ, mất lượt. Mời em. Cho em câu số 2 đi. Số 2. Chú ý đổ 4. Xe 3. Chú ý đổ xe bên 2. Dưới trọng lượng 7 tấn. Chú ý đổ xe bên dưới trọng lượng 7 tấn. Đây là một câu trả lời không chính xác. Chương trình sẽ có gợi ý cho các bạn. Hãy xem lại bức hình này trong vòng 2 giây. Nhấn chuông trên quyền. Coi 2, 3, tắt. Mời Tiền. Dạ, hạn chế trọng lượng trên trục xe. Hạn chế trọng lượng trên trục xe là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Hoài. Số 3. À, hết đường ưu tiên. Hết đường ưu tiên là câu trả lời chính xác luôn. Có vẻ như là cũng khó khăn ha. Tại vì nếu như mà để ghi nhớ hết tất cả những cái ngôn ngữ kiến thức chuyên ngành như thế này thì là mình không thể trong vòng 60 giây mà mình nhớ được hết. Nhưng mà các bạn cũng rất là giỏi. Và với sự hỗ trợ một phần của chương trình thì hiện nay điểm số như sau. Tuyền Tăng đang có lợi thế hơn. Có 3 câu đúng, chúc mừng. Và bạn Ngọc Hoài đang có số lượng câu đúng là 2 câu, chúc mừng. Em cảm ơn. Rồi, đổi tài chứ hỉ. Mà công nhận ha, Linh đây mới thấy không phải là Minh này với Minh kia giống nhau mà là vàng với lại Minh này tóc giống nhau. Tóc đúng không? Tóc, dòng 5 năm giống nhau luôn. Đó. Nhiều khi ta nói đây với là anh em nè. Anh hai. Ủa anh hai. Tự nhiên có anh hai. Anh dắt em đi game show nè, nhớ không? Ủa hai anh em mình đi thi game show. Về nhà đi anh. Đi ngủ lên em ơi. Xin được cảm ơn tiểu phẩm rất là ngắn gọn và xúc tích vừa rồi của hai anh em. Và anh nghĩ là hồi nãy là các cô gái đã nhận lấy những tấm bảng rất là khó rồi. Thì bây giờ là những tấm bảng sẽ dễ dàng dành cho hai chàng trai nha. Thời gian 1 phút dành cho hai chàng trai xem 10 biển báo bắt đầu. Không được viết gì hết nha. Nhớ thật là kỹ. Nhớ là phải tượng hình nha. Nó sẽ dễ hơn cho các em. Hai mươi giây. 3 2 1 Hết giờ. Dạ. Đèn đỏ đã báo hiệu. Hiện nay thì hai chàng trai đang viết lại rất là nhanh. Chúng ta sẽ xem lại bức hình với 5 vị trí thay đổi nha. Ok. Và thời gian xem ảnh bắt đầu.
Có. Mời Giang. À, số 10. Số 10. Người đi xe đạp cắt ngang. Người đi xe đạp cắt ngang là một đáp án không thể sai được. Chúc mừng. Tạm hết hồn câu đầu tiên anh. Biển báo người đi xe đạp cắt ngang. Ok. Tiếp tục. Mời em Minh. Trên trí nhớ của em thì em nhớ đó là biển báo số 8 là đúng rồi nè. Biển báo số 8 là thay đổi là đúng rồi nè. Số 8 đã được thay đổi đúng không ạ? Số 8 là đã được thay đổi rồi. Biển gốc là cái gì? Cái gì đó. Lưu ý rẽ vòng xuyến bên phải. Lưu ý rẽ vòng xuyến bên phải. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời Giang. Số 5 chỗ này. Số 5 vậy. Vòng xuyến. Vòng xuyến. Đây là một đáp án không chính xác. Em ơi, lấy cái đó đi. Em lấy số 5 luôn hả? Số 5 là cái gì? Em được quyền bổ sung. Em được quyền bổ sung. Cái gì ạ? Chết rồi. Em ơi. Cái gì? Nó làm sao? Nó vậy là nó làm sao? Thì nó lạnh, làm sao? Nó lạnh. Để nó lạnh như này nè. Nó như vậy nè. Nó nắm chặt tay nhau. Nắm tay nhau thật chặt. Trời ơi. Nắm tay nhau thật chặt. Đừng có nắm tay, đi ra đường thì đi bằng cái gì? Rồi. Xe. 5. Trời ơi, ông bạn không biết rồi kìa. 3. Em ơi. 2. Okay. 1. Mất lượt. Giang. Trời ơi. Số 5 đi theo vòng xuyến. Đi theo vòng xuyến là một đáp án chưa chính xác. Ủa, em ơi. Em ơi. Hai cái tay của chị, em cho hai cái tay của chị. Trời ơi. Ủa. Số mấy? Số 5. Số 5 đáp án của em là mình giao nhau tại vòng xuyến đúng không? Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Biển báo nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến. Dạ, đây mới là chính xác. Từng từ một. Rồi, tiếp tục Dương Thanh Vàng. Số 8. Đi theo hướng bên phải là một đáp án chưa chính xác. Ủa trời. Mời em Minh. Thường những người tin Minh giống rồi, nhau. Bên phải là đúng rồi nè. Nhưng mà sáng suốt lên em. Lưu ý hướng rẽ phải. Lưu ý hướng rẽ phải. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời Dương Thanh Vàng. Số 8 lưu ý Anh gì? Rẽ hay vòng? Rẽ. Vòng. Lưu ý vòng hướng phải. Vòng theo hướng phải hả? Lưu ý cuộn biên bên phải. Vàng, đáp án của em là hướng đi vòng lạng. Hướng đi vòng sang phải. Hướng đi vòng sang phải. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Ok. Biển báo hướng đi vòng sang phải. Ok, chúng ta vẫn còn hai biển nữa. 4 năm đúng không? Còn hai biển. Mời Minh. Biển số 4. 2. Gì? 2. 3. Tuyên tắc. 2. Số 4 trống. Trời ơi, công nhận đội này dân gian dễ sợ luôn á. Đột kích bất cứ lúc nào. 1. Hết giờ. Mất lượt. Mà chắc số 3 hơn. Cho nên cho nó trả lời số 3. Cái đó là mà hết gì đó. Hết giờ. Hết đường đi hai chiều. Hết đường đi hai chiều. Chưa chính xác. Mời Minh. Số 4 lưu ý điện cao áp phía trên. Điện cao áp phía trên. Số 4 lưu ý điện cao áp phía trên. Chính xác. Chúc mừng. Chào xin rất vui. Mời. Đáp án của chương trình là đường cáp điện ở phía trên. Ok. Chúng ta còn lại một ô. Vàng ơi. Số 3. Em nhớ hồi nãy là hai chiều hay là cái mũi tên nó làm sao? Thế bây giờ em nói, em đoán lại đi. Tại vì nó từ đường 1, từ đường 2 nè. Cái từ đường 2 nó có cái con lương ở giữa rồi nó nhập nó 1 nè. Ừ. Hết đường gì? Hết đường đôi. Hết đường đôi. 5, 4, 3. Hết đường đôi. Hết đường đôi là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Không tin luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự tổng kết. Ở vòng thứ nhất, cả hai thành viên của hai đội chơi đã mang về cho mình bao nhiêu câu đúng, sẽ đổi được những cái phụ kiện hoàn toàn khác nhau ở trên tấm bảng của chúng tôi ở đây. Đội Hoang Mang có 5 câu đúng tương ứng với 5 món đồ. Lấy em 5 phụ kiện. Còn đội số 10 cũng có 5 câu đúng tương thích với 5 món phụ kiện. Xin mời. Đại đi lựa cái gì, cái nào về hoặc còn phải ráp cái xe hả em ơi? Em tưởng lấy cái chiến lược. Treo lên. Lấy chiến lược, treo lên. Và bây giờ, vòng 1 đã kết thúc. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi xem vòng thi đấu thứ 2 vượt chướng ngại vật hai đội chơi sẽ vượt qua như thế nào. Đừng chuyển kênh nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo.
quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và Minh Xù phải nói rằng là rất là vui khi được chào đón hai đội chơi. Chúng ta đã đến với buổi cắm trại của lớp mình. Yeah. Hôm nay nha, đi cắm trại không phải là đi chơi không nha, mà chúng ta sẽ có những món quà nữa cho các bạn. Có quà luôn. Có quà chứ. Rồi, nhiệm vụ của những người chơi như sau. Chúng ta sẽ có 2 phút cho mỗi đội chơi. Và một thành viên đứng ở vị trí này dùng lực tay giống như mình đánh bóng chày, đánh quả banh này bay bổng lên trên cao, và người chơi thứ hai đứng ở vạch quy định ở chương trình, sau đó dùng cái vợt hứng đi. Yeah. Sau khi hứng được quả banh này phải đặt được trong vào rổ đó. Sau đó cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy. Nếu qua vạch quy định sẽ phạm quy, trái bên đó chúng ta sẽ không tính điểm. Ok. Và trong vòng 2 phút, đội nào chiến thắng sẽ nhận được 2 phụ tùng. Đội nào không may mắn chiến thắng thì chúng ta sẽ nhận được 1 phụ tùng. Và bây giờ lượt đầu tiên, với sự nhường nhịn của anh hai Dương Thanh Vàng, thì bây giờ các bạn sẽ có 2 phút thôi nha. Cố gắng lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi. Này, 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 này. Dạ ơi. Không sao, không ủa, sao. Mạnh quá dạ, mạnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nhẹ thôi. Trời ơi. Nhẹ thôi. Chơi cái giỡn tặng lên em ơi. Nhẹ thôi. Mạnh lắm em ơi. Anh đánh nhẹ không được được đâu. Đó, đó. Đúng rồi. Hay quá em ơi. Quá, quá mạnh, quá mạnh. Phạm Quy. Rồi tiếp đi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh. Còn thời gian kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Quan trọng là để vô nè. Wow, trời giỏi dữ vậy ta. Có vẻ như là hai thành viên này quá nghĩ với nhau. Chưa? Qua đó, qua đó. Đúng rồi. 5 quả rồi. Trời ơi, 6 quả rồi. Trời đúng rồi, trời nhiệt tình chưa? 7. Trời ơi, trời ơi, quá. Trời ơi. Rồi. Bé này hồi xưa nó trò chơi của nó đi bắt mũi, bắt chuồn chuồn hay cào cào hay cái gì. Vô. Trời ơi. Ơi. Nè. Đúng rồi. Nhiều quá. Ê, trời quá tuyệt vời. Còn 35 giây. Hụt rồi. Sao tiếp còn, tục còn. Cầm bóng lên dạ, bóng lên bình tĩnh. Đúng rồi. Trời đất ơi, sao hay vậy? Tuyền, anh thấy có vẻ hơi căng cho đội em á. Dạ. Đúng rồi. Nhìn dễ chứ không phải dễ đâu. Nè. Sao nhiều dữ vậy ta? Đúng rồi. Còn lại 10 giây. Đúng 10, rồi. Đó nè. 9. Nè. 8. Woo. 7. Cái đó 5. Chết cha rồi. Phạm Quy. 2. Ê trời ơi. Trời ơi. Hết giờ. 1. 2, 3, 4, 16 và 18. Thôi đi, bỏ vô hai trái nữa rồi. Phạm Quy, 16 quả banh mà thôi. Và xin được chúc mừng. Và bây giờ, 2 phút dành cho đội Hoang Mang. 3, 2, 1, bắt đầu. Chuyến thực làm như không ổn rồi. Đấy, đổi rồi. Mạnh xíu nữa. Đổi rồi. Mạnh xíu nữa, mạnh xíu nữa. Dòng cái thứ đi chơi bóng chày mà không quê. Được. Chồng thích chơi bóng chày mà bọn quần ống bát là không được rồi. Trời ơi. Em anh, đừng sợ. Anh né cái cây bóng chày của nó ra anh ơi. Vô. Đúng rồi. Ơ có khi nào hồi em thua không ta? 4 quả rồi. 4 quả rồi, 5 quả rồi, chết rồi. Chết rồi, Tuyền thôi mà Tuyền được rồi. Nhiều mới được hey. Rồi. 6 quả, trời ơi giỏi. Ê, dứt 5 quả. Tại sao 5 quả, thả trái kia đất mày hả? Tiếp tục. Tuyền, bình tĩnh thôi Tuyền, từ từ. Chính xác, 6. Chơi, Tuyền. Đấy, trời hay quá. Ê, à, đúng, bây giờ mới là 8 nè. Trời ơi, em chưa bằng anh mà. 9, hay quá, trời ơi, còn tới 50 giây lượng tiền ơi. 9 rồi. Rồi, trái rồi, còn 6 trái nữa Tuyền. Thôi mà cho anh hai trái đi Tuyền. 11 nè. Ba trái nữa. Trời đất ơi, nói gì nữa. 14 nè. Hơn. Ê ơi, vàng nha, vàng nha. Vàng không có được phá bạn. Ủa vậy mà nó cũng đánh được nè. Wow. 16 nè. Bây giờ 16 rồi. Một trái nữa thắng rồi. Một trái nữa thắng rồi. Ba. Ba. Không thèm chơi luôn. Không thèm chơi nữa. Và bây giờ đội chơi chiến thắng thuộc về đội Hoang Mang. Thôi bây giờ mình cũng không có được thắng, nhưng mà mình cũng được một món phụ tùng. Bây giờ là mời em đi qua kia lấy một món phụ tùng.
Nhanh. Đội mình được hai món. Lửa lửa hai lửa. Hai con xe liền. Quẹo lửa, quẹo lửa. Quý vị thân mến, vậy là vòng thứ hai đã kết thúc ở đây. Với một cái trò chơi mà Minh Sù nghĩ rằng là cũng lấy đi rất là nhiều mồ hôi của những đội chơi ngày hôm nay. Và họ cũng đã rất là quyết liệt, đúng không ạ? Một trò chơi rất là thú vị. Chúc mừng hai đội nhé. Nhưng còn phụ tùng. Một đội còn hai, một đội còn một. Phải làm sao lấy được hết mới tham gia vòng 3 một cách là thuận lợi nhất. Vậy giờ đi qua lấy đi. Không. Bậy. Phải trả lời đúng mới được lấy, xong mới bắt đầu những cột mốc tiền thưởng. Cho nên phải cố gắng lên nha. Và bây giờ, mọi người thân mến, chúng ta vẫn còn một vòng 3 rất là hấp dẫn với những thông tin rất mới về luật giao thông. Và đừng chuyển kênh nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo. Quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và Minh Sù xin được thông báo với hai đội chơi, hiện nay chúng ta chỉ còn một vòng cuối nữa thôi. Vòng cuối cùng cũng mang tên giống như tên của chương trình là Về Nhà Đi Anh. Chúc mọi người sẽ có một hành trình về nhà với những số tiền thưởng thật là cao. Luật chơi vòng 3 Về Nhà Đi Anh. Tại vòng 3, đội chơi nào thu về đủ 8 món phụ tùng thì có thể bắt đầu trả lời bộ câu hỏi gồm 4 câu trắc nghiệm và 4 câu hỏi đáp để chinh phục 6 cục mốc tiền thưởng. Trong trường hợp đội chơi nào không thu đủ 8 phụ tùng xe ở hai vòng đầu thì phải trả lời đúng số câu hỏi tương đương với số phụ tùng còn thiếu trong gói 8 câu hỏi. Mỗi đáp án đúng, đội chơi sẽ chỉ chinh phục được một mốc tiền thưởng. Sau khi hoàn thành xong bộ câu hỏi, đội chơi dừng ở mốc tiền thưởng nào sẽ nhận được số tiền thưởng tương đương. Xin mời hai đội chơi, chúng ta sẽ lần lượt đến với 8 câu hỏi ngày hôm nay. Bởi vì chỉ có 8 câu cho hai đội, cho nên đội nào tham gia dự thi ở đây, đội còn lại sẽ phải vào phòng chờ để không nghe được đáp án. Hiện nay đội của Dương Thanh Vàng đang thiệt thòi hơn, có còn 2 phụ tùng nữa cần phải mang về, cho nên đội mình thi trước nhé. Dạ. Chúng ta sẽ có 8 câu hỏi, nhưng phải lấy được hết phụ kiện về thì chúng ta mới đến với những cột mốc tiền thưởng hoàn toàn khác nhau. Và bây giờ, 4 câu hỏi đầu tiên sẽ là câu hỏi trắc nghiệm, có ABCD. 4 câu hỏi tiếp theo là câu hỏi đáp. Minh Sù hỏi các bạn có quyền đưa ra lập luận cá nhân để trả lời. Câu hỏi đầu tiên như sau, có bao nhiêu nhóm biển báo giao thông đường bộ? A. 4, B. 5 và C. 6. 30 giây bắt đầu. Tam giác tròn vuông. Sao hát cái bài tam giác tròn vuông 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 tam giác vuông nhỉ? Tròn đỏ, tròn xanh, vuông xanh là 5 đúng không? 9. 5. Đáp án cuối cùng là 5. 5 là một đáp án chưa chính xác. Rất là tiếc, có tới 6 lần. 6 lần hả? Em quên gì hả? Sẽ có nhóm biển báo là nhóm biển báo cấm, nhóm biển báo nguy hiểm, nhóm biển báo hiệu lệnh, nhóm biển báo chỉ dẫn, nhóm biển báo phụ và nhóm vạch kẻ đường. À... tiếc, mình đã không lấy được phụ kiện đầu tiên. Tiếp tục, câu hỏi như sau. Đặc điểm của biển báo chỉ dẫn là gì? A. Hình chữ nhật hoặc hình vuông nền xanh lam, ở giữa có hình vẽ hoặc chữ chỉ dẫn màu đen. B. Hình chữ nhật hoặc là hình vuông nền màu xanh lam, ở giữa có hình vẽ hoặc chữ chỉ dẫn màu đỏ. Và C. Hình chữ nhật hoặc hình vuông nền màu xanh lam, ở giữa có hình vẽ hoặc chữ chỉ dẫn màu trắng. 30 giây bắt đầu. C. C là đáp án. Hên quá, chính xác. Chúc mừng. Lấy thêm một phụ kiện nữa. Lấy cái bánh xe về. Trời đất ơi. Có cái bánh xe rồi. Lắp lên, lắp lên. Đủ 4 cái bánh xe rồi. Nhưng thiếu cái thắng cũng không được em ơi. Xe không có thắng là sẽ không được chạy nha. Phải lấy cái thắng mới được. Lấy cái thắng mới được. Lấy cái thắng mới được. Câu hỏi như sau. Cơ quan nào quy định tải trọng khổ giới hạn của đường bộ? A. Bộ Giao thông Vận tải. B. Cục Đường bộ Việt Nam. Và C. Sở Giao thông Vận tải Giao thông Công chính các tỉnh thành phố. 30 giây bắt đầu. Anh lại nghĩ là thường thường mấy cái này là của Giao thông Vận tải rồi chứ bộ. Đáp án cuối cùng là A. Chốt chưa? A. A là một đáp án.
Chính xác, chúc mừng. Trời ơi, cái thắng đi về rồi. Lấy cái thắng mà được lái xe mà, phải đủ. Cái thắng là có cái chân ga nữa thì nói gì nữa. Quý vị thân mến, cơ quan nào quy định tải trọng khổ giới hạn của đường bộ? Đó chính là Bộ Giao thông Vận tải. Căn cứ Nghị định số 51/2008, Nghị định Chính phủ ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải. Xin được chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội biến nhỏ thành to rồi, xin mời. Có xe chạy rồi. Nhưng cột mốc 1 triệu đồng này sẽ được hiện thực hóa nếu như các bạn trả lời đúng câu hỏi tiếp theo. Ok. Câu hỏi số 4 như sau. Trong trường hợp đặc biệt, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ khi lưu hành phải xin giấy phép của cơ quan nào? A. Cơ quan cảnh sát giao thông có thẩm quyền. B. Cơ quan quản lý giao thông có thẩm quyền. C. Ủy ban nhân dân tỉnh. 30 giây bắt đầu. Quá khổ, em nhớ có một trường hợp lần là hình như là B thì phải, là tại vì có một cái gì đó em chở một cái máy biến áp từ ngoài Hà Nội vào trong đây thì nó bự lắm, đi qua nhiều tỉnh thì không thể nào là ủy ban được. Anh nghĩ là B. B. Em có đồng ý không? Dạ đồng ý. Tại sao? Nếu mà xe mà tải trọng á thì không thể nào mà có cơ quan cảnh sát giao thông có thẩm quyền được. Thì em nghĩ là sẽ có cơ quan quản lý giao thông thẩm quyền để mình xin trước. B là đoán cuối cùng của các bạn. Và cột mốc 1 triệu đồng đã thuộc về các bạn. Chúc mừng. Yeah. Cơ quan quản lý giao thông có thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành xe phải lựa chọn tuyến đường hợp lý nhất đối với việc cho phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên cơ sở để đảm bảo an toàn vận hành cho phương tiện vận tải và an toàn cho đường bộ. Xin được chúc mừng các bạn nhé. Và bây giờ cột mốc 3 triệu đang chờ ha. Trả lời đúng 4 câu hỏi tiếp theo, các bạn sẽ có những cột mốc rất là cao. Đây là câu hỏi đáp. Minh Sù sẽ đọc câu hỏi, các bạn sẽ lập luận theo kiến thức cá nhân hoặc là theo tư duy của các bạn cũng được. Câu hỏi như sau. Còi của xe cơ giới phải đảm bảo âm thanh phát ra từ xa là bao nhiêu mét? 30 giây bắt đầu. Còi từ xa bao nhiêu mét? Xe cơ giới. Xe cơ giới. Trời ơi. Và từ xa bao nhiêu mét? Đúng, ví dụ như là cái còi đó được quy định là bấm ở đây là bao nhiêu mét ở bên kia nghe là hợp lý. 4 500 3 500 là nửa cây số luôn á. Xa vậy ta? Thêm 500, thêm 200. 200 à? 200. Hết 200. Đáp án 200. 200. Chúng tôi không thể trao 3 triệu được. Bởi vì đây là đáp án chưa chính xác, chỉ có 100 mét thôi. Trời 200 thì rất là xa. Mà cái còi mà 200 mét á, mà nghe được cái còi ở đây bấm á, thì sẽ rất là lớn. Nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nguy hiểm đến với tai nghe của những chiếc xe nhỏ hơn. Đúng rồi, em không suy luận cái chuyện mà người đứng gần phải ảnh hưởng, phải chịu đựng nữa. Vâng, xin được chia buồn với các bạn, không có được 3 triệu rồi. Chúng ta đến với câu hỏi số 6 như sau. Đây là câu đố nha. Câu đố. Câu đố nha. Một mặt mà chỉ một chân, đứng bên quốc lộ xa gần khắp nơi, tuy rằng chẳng nói một lời mà nghiêm pháp luật, trái thời phạt ngay, đó là biển báo gì? 30 giây bắt đầu. Không lẽ tất cả biển báo chỉ đường? Đáp án của em là mấy biển báo chỉ đường á, chỉ đường cái biển rẽ, nhưng mà rẽ về Bình Chánh 50 cây, rẽ về Thủ Thiêm 30 cây. Chốt đáp án là biển báo chỉ đường. Biển báo chỉ đường là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Và bây giờ chúng ta còn lại 2 câu hỏi nha. Câu hỏi tiếp theo như sau. Điều khiển xe mô tô, xe máy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? 30 giây trả lời bắt đầu. Trời ơi, 3 triệu. Cái gì dữ vậy? Nhưng mà nó dàn hàng ngang là đi 3 xe. Đi 3 nhưng mà phạt ít thôi, phạt dữ vậy? Vậy, đáp án cuối cùng là 200 tới 500 ngàn. Cảm ơn em. 200 tới 500 ngàn chúng ta sẽ bị phạt tới 5 lần lận. Bởi vì số tiền phạt khi xe máy hoặc là xe mô tô dàn hàng ngang từ 3 trở lên sẽ bị phạt là 80 cho tới 100 ngàn đồng. Cố lên, còn có một câu à. Cũng okay. Hy vọng là mọi người đừng có văng đánh giọng lạng lách trong cái hàng 3, hàng 5 này, nó sẽ nguy hiểm hơn. Đúng, chính xác, cảm ơn Vàng. Có thông điệp hay em hả? Nhưng không có tiền em nha. Em có cái thông điệp quá hay đó, cho em 6 triệu. Được cái cục đèn nha.
Và bây giờ câu hỏi cuối cùng dành cho đội bạn như sau. Xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt chiều cao tính từ mặt đường xe chạy trở lên là bao nhiêu mét? 30 giây bắt đầu. Từ mặt đường nè, lên nè. Xe máy, xe mô tô đúng không? Đáp án cuối cùng của nhóm bạn là 2 mét. Dạ, đáp án của chương trình 2 mét là một đáp án chưa chính xác. Chỉ có 1 mét rưỡi mà thôi. Xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa hành lý vượt quá bề rộng giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất mỗi bên là 0,3 mét. Không vượt quá phía sau giá đèo là 0,5 mét. Chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá là 1,5 mét. Túm gọn lại, dạ đội của Dương Thanh Vàng và bạn Ngọc Hoài có được 3 triệu đồng tiền thưởng. Chúc mừng. Ok, chờ đón sự quay trở lại của Tuyền Tăng và Minh Gu nha. Xin mời. Quý vị thân mến, hiện nay đội chơi của Tuyền Tăng đã quay trở lại rồi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho đội của Tuyền Tăng và Minh Gu. Câu hỏi của bọn em như sau. Có bao nhiêu nhóm biển báo giao thông đường bộ? A. 4 B. 5 C. 6 30 giây bắt đầu. Em phải tạo cái nét để người ta thấy là mình có tư duy. 3 2 1 Xin mời các bạn lựa chọn. Bao nhiêu? Hả? Em 5 đúng không? Em 5. Ok, theo em. Hả? Theo em lên luôn nè. Ok, lên luôn. Nè. Rồi. Đáp án của các bạn là? Dạ. Đáp án của đội Hoang Mang là 5B. 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 Dạ. Là một đáp án sai. Xin được chia buồn. Thôi không sao, không sao, không sao. Kiến thức nè. Có thêm kiến thức thôi. Chúng ta có nhóm biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo hiệu lệnh, biển báo chỉ dẫn, biển báo phụ và nhóm vạch kẻ đường. Có cái nhóm vạch kẻ đường nữa. Tiếp tục. Câu hỏi số 2 như sau. Đặc điểm của biển báo chỉ dẫn là gì? A. Hình chữ nhật hoặc hình vuông nền màu xanh lam ở giữa có hình vẽ hoặc chữ chỉ dẫn màu đen. B. Hình chữ nhật hoặc hình vuông nền màu xanh lam ở giữa có hình vẽ hoặc chữ chỉ dẫn màu đỏ. C. Hình chữ nhật hoặc hình vuông nền màu xanh lam ở giữa có hình vẽ hoặc chữ chỉ dẫn màu trắng. 30 giây bắt đầu. Với câu hỏi số 2 thì hai chị em của đội Hoang Mang đã quyết định chọn phương án C. Bao nhiêu phần trăm tôi nghĩ là đúng? 100%. Dạ, 100%. Tuyền, em có hơi nhờ quéo nhẹ khúc này hả Tuyền? Thật ra em phân vân giữa đen và trắng thôi. Nhưng mà em chắc chắn là trắng. Mà em bây giờ em có thể chắc chắn một điều là màu trắng và em tin người em của em. Ok, và tụi anh cũng tin tụi em. Nhưng không biết cái luật có tin tụi em không. Đáp án C là một đáp án chính xác chưa? Nào, lấy bộ tùng về. Lấy liền chị ơi. Ok. Rồi, chúng ta ráp luôn nha. Ráp luôn cho hoàn thiện. Hoàn thiện cái xe. Xe mình đúng không? Không, yeah, yeah. Tuyệt vời anh, rất tuyệt vời, chỉ còn một chút nữa thôi. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Bình xăng bên này, bình xăng con nè. Quá đẹp luôn. Đẹp, nhưng cũng không mang lại điểm. Và bây giờ sẽ là những câu hỏi có điểm đây. Mời các bạn nhìn sang phải. Đó. Trả lời đúng một câu, chúng ta sẽ có những cục mốc như sau. Đúng câu đầu tiên được 1 triệu đồng. Đúng câu thứ hai được 3 triệu đồng. Cứ thế mà các bạn sẽ trả lời nhé. Các bạn đã sử dụng hết 2 câu rồi. Chúng ta chỉ còn lại 6 câu mà 6 thôi câu. 6 cột mốc sẽ thuộc về các bạn nếu các bạn trả lời chính xác hết. Câu hỏi tiếp theo như sau. Cơ quan nào quy định tải trọng khổ giới hạn của đường bộ? A. Bộ Giao thông Vận tải. B. Cục Đường bộ Việt Nam. Và C. Sở Giao thông Vận tải Giao thông Công chính các tỉnh thành phố. 30 giây bắt đầu. Cỡ mà Bộ Giao thông Vận tải hoặc là Cục Đường bộ thì 5 cũng không tới đâu. Em nghĩ 4, là A. 3 2 1 Tôi thấy lèm bèm hơi nhiều. Em tin bé. Okay. Bé nó chạy xe nhiều em. Thằng bé nó còn không tin đó mà. Mời em. Thì theo em suy luận lập luận nãy giờ thì nói đại đi em. Em nói đại thôi. Câu A, Bộ Giao thông Vận tải thôi. Là một đáp án chính xác, chúc mừng. Trời ơi, tin em chưa? Bé nó mừng ra nước mắt luôn á. Cột mốc 1 triệu đồng đã thuộc về các bạn. Hiện nay đội các bạn đang có nhiều lợi thế hơn. Chúng ta còn tới 5 câu hỏi nữa lần. Cố gắng lên nhé. Câu hỏi tiếp theo như sau. Trong trường hợp đặc biệt, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ, khi lưu hành phải xin giấy phép của cơ quan nào? A. Cơ quan cảnh sát giao thông có thẩm quyền. B. Cơ quan quản lý giao thông có thẩm quyền. Và C. Ủy ban nhân dân tỉnh. 30 giây bắt đầu. Chị đang nghĩ là B.
quản lý á, bên 10 giây. Em nghĩ là quản lý á. B đúng không? Em nghĩ là quản lý sẽ có thẩm quyền cao hơn để cấp những cái giấy phép đó. 5 giây. Ừ, chị cũng nghĩ là cảnh sát giao thông. Ok, chốt. Dạ. Tụi em chốt phương án cho câu số 4 là phương án B. Cơ quan quản lý giao thông có thẩm quyền. Và đây là một đáp án. Đừng lo lắng về em khi mà em đã bị đúng. Rồi. 3 triệu đồng thuộc về các bạn rồi. Cố lên nhé. Câu hỏi tiếp theo như sau. Còi của xe cơ giới phải đảm bảo âm thanh phát ra từ xa là bao nhiêu mét? 30 giây bắt đầu. Lập luận đi. Tại vì nếu như mà cái còi mà nó không có đủ, nó phát ra cái tầm xa đó, thì mình cũng sẽ không thể sử dụng nó trên đúng chiếc xe quy định khi lưu hành ở trên đường. Đúng không? Xe cơ giới. Xe cơ giới nha. Lưu ý. Trong đầu em đang nghĩ số nào? Em từ 3 đến 5 mét. Chị nghĩ tới số 8 đúng không? 8 luôn hả? Ờ. Tại vì cái này không có cho mình cái khoảng nhất định nên em cũng mong lung. 11. 5 giây. Nãy em là 3 đến 5, có chị 8 hết giờ. 8, 8, 16, 16. 10 nha. Hay 10, em muốn 20 quá. Hả? Em muốn 20 đi. Rồi, chị chịu luôn. Chơi phải chơi cho lớn. Con đúng đứa rồi. Em à. Đúng rồi. 20 mét à. Kèn thì phải to. To. Phải bự. Mà kèn xe cơ giới thì cũng phải to nữa. To và rõ nữa. 20 mét là một đáp án chưa chính xác. Bởi vì phải gấp tới 5 lần như vậy. 100 mét. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo dành cho các bạn. Câu hỏi như sau. Đây là một câu đố nha. Một câu đố thơ. Một mặt mà chỉ một chân, đứng bên quốc lộ xa gần khắp nơi, tuy rằng chẳng nói một lời mà nghiêm pháp luật trái thời phạt ngay, đố là biển báo gì? 30 giây bắt đầu. Nó dễ dữ lắm á, em đừng nghĩ gì xa xôi mình nha. Mình đâu có dễ cần lắm. Nêu rõ cái tên biển báo đúng không anh? Không, không có tên rõ gì á. Dạ. Ừ. Rồi ok, em chốt luôn. Đó là gì ạ? Biển báo cấm. Biển báo cấm. Đáp án của chương trình là biển báo chỉ đường. Rất là tiếc. Chúng ta đến với câu hỏi số 7 nha. Đây, liên quan tới tiền nè. Không, cái gì anh? Câu hỏi số 7 liên quan tới tiền. Bạc tiền nè. Tiền là sẽ coi như là mình có những cái sự gợi ý liền, đúng không? Nó lóe lên trong đầu liền. Câu hỏi số 7 như sau. Điều khiển xe mô tô, xe máy dàn hàng ngang từ 3 trở lên sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? 30 giây bắt đầu. Tại vì thật ra em là một người rất là tuân thủ luật giao thông. Em không có bao giờ xảy ra cái tình trạng mà xe mô tô, xe máy dàn từ 3 xe trở lên. Nên làm sao mà em biết được mức phạt như vậy? Tại vì em toàn bút xe ôm đó, em không thể biết được. Nhưng em cần phải biết cái luật này để mà xe ôm lỡ như nó dàn hàng 3. Để em nhắc. Đúng, để em nhắc. Trên 200. Trên 200 hả? Đúng rồi. Chốt đáp án là trên 200. Trên 200.000. Trên 200.000 đồng. Đây là một đáp án chưa chính xác. Bởi vì xe máy chỉ là từ 80 tới 100.000 đồng mà thôi. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng nhé. Xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt chiều cao tính từ mặt đường xe chạy trở lên là bao nhiêu mét? Gợi ý cho tụi em, đây là số lẻ. 5. 30 giây bắt đầu. Hồi nãy số chẵn mà lên tới hàng trăm lận. Khoan, xe em nhìn nha, xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý. Em nhớ rồi, 5 mét. Tính từ mặt đường xe chạy. Em ơi, 5 mét là cao lên tới trển. Mà em chất sao mà 5 mét? Thật sự luôn, em không có khả năng canh được luôn á. Vừa phải thôi, tao trong cái phạm vi vừa phải thôi. Hết giờ, mời em. Đi thi mà như đi học vậy á. Dạ. Rồi em nói đi. Dạ thì đáp án cuối cùng của tụi em là 3 mét. 3 mét là một đáp án gấp đôi đáp án của chương trình. Chỉ là 1 mét rưỡi mà thôi. Thật sự ra là khi mà mình ngồi lên xe máy là mình đã giảm xuống một tí xíu nữa rồi. Mà nếu mà chất hàng hóa mà cao 3 mét chắc chắn nó sẽ bị phạt rồi. Nhưng mà cái mức nào có thể bị phạt là 1 mét rưỡi trở lên. Thôi không sao, cột mốc mà các bạn mang về số tiền thưởng cho mình là 3 triệu đồng. Yay. Chúc mừng. Hey. Xin mời đồng chí các bạn quay trở lại ạ. Ngày hôm nay mỗi đội chơi mang về cho mình là cột mốc 3 triệu đồng. Xin được chúc mừng.
Vàng, em có thể nói một câu thông điệp của cá nhân em khi đến với chương trình này dành cho luật an toàn giao thông hay không? Đối với em thì sau khi nghị định 100 của chính phủ mới ban hành vừa rồi thì em cảm giác rất là ủng hộ, và em hy vọng là tất cả những người dân mà sau vừa đợt Tết Nguyên Đán vừa rồi thì sẽ luôn luôn chấp hành luật lệ giao thông, và lúc nào đi trên đường tham gia giao thông thì cũng đảm bảo an toàn cho chính mình và cho những người xung quanh đi đường, đặc biệt đừng bao giờ sử dụng rượu bia. Chính xác là như vậy. Còn em, hãy thi đậu lần sau em nhé. Con bé 4 lần không đậu. Còn em, Minh. Dạ, thì tất cả những gì em nói thì anh hai em nói hết rồi. Thì coi như đại diện thôi. Đại diện gia đình. Đại diện gia đình. Giờ thôi hàng xóm nè. Em cũng rất là cảm ơn chương trình, bởi vì là không chỉ là một game show vui nhộn, mà bên cạnh đó thật sự ngay cả người chơi của tụi em cũng có cơ hội được, thứ nhất là ôn lại những cái kiến thức cũ về an toàn giao thông, thứ hai là cập nhật thêm những cái thay đổi mới. Và hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả khi mà theo dõi xong cũng sẽ có những cái kiến thức cho riêng mình, và giống như anh Vàng có nói là bảo vệ bản thân mình và cho cả những người cùng lưu thông trên đường nữa. Xin được cảm ơn những người chơi ngày hôm nay, và bây giờ sẽ là giá trị tiền thưởng dành cho hai đội chơi. Và xin được cảm ơn Dư Thanh Vàng, cảm ơn Ngọc Hoài, cảm ơn Minh Gu, cảm ơn Tuyền Tăng, và chúc cho các bạn sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe ha, nhiều niềm vui trong cuộc sống, và đặc biệt nếu như mà chúng ta có di chuyển ở trên đường khi tham gia giao thông sẽ thật sự là đúng quy định, an toàn, đi đến nơi về đến chốn. Và quý vị thân mến, chương trình Về Nhà Đi Anh sẽ được khép lại tại đây. Đừng quên mở TV vào lúc 21:45 ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nhé. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Minh Xuân xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.